Ok, bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem lý do tại sao bé này lại cute đây. Mọi người nhìn đây. Chỉ cần điểm nhân mỗi ngày, bạn có thể có được một lần quay miễn phí. Vậy thì hãy truy cập ngay shop healthteamff.vn với vòng quay idol có khả năng giúp bạn trúng hơn 5.000 kim cương. Wow. Và vòng quay phát lộc có khả năng giúp bạn trúng tới 9.999 kim cương. Wow. Và có rất nhiều trò chơi khác đang chờ đón các bạn. Vậy còn chừng chơi gì nữa, hãy truy cập ngay tại shop healthteamff.vn để có thể vừa trúng kim cương và có thể nhận được vòng quay miễn phí nha mọi người. Ichi ni san nha. Arigato nha. Ok, hello chào mọi người, mình là Jimmy anh nha. Và chào các sĩ đô của mình và chào các bạn trở lại với channel HL Jimmy. Ok mọi người, như các bạn đã tôi đề và như các bạn cũng thấy trên màn hình đây. Và ta da ta. Bên cạnh tôi là một bé bé gọi là vịt siêu cute luôn mọi người. Trời đất ơi. Và đây là một bé bé mới trong Free Fire mọi người ạ. Trời đất ơi, tôi không ngờ tôi lại sửa em gọi là vịt siêu cute này. Ok, bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem lý do tại sao bé này lại cute nha mọi người. Mọi người nhìn đây. Dễ thương dễ sợ chưa kìa nha nha. Trời ơi, dễ thương dễ sợ chưa kìa. Trời ơi, đúng là dịch cute. Và bé này mình gọi là đặc biệt cho bé này là bé dịch mọi người ạ. Đấy, trời ơi, hơi bị cute nha mọi người. Và chúng ta có hai trang phục cơ bản, một trang phục là gì ta, bình thường, một trang phục mặc định và một cái trang phục gọi là vịt vàng chất chơi. Rồi, siêu pro luôn. Và kỹ năng của bé vịt này đó chính là gì ta, di chuyển tốc độ khi bò hoặc là khi ngồi xuống nha mọi người. Đó, hơi bị pro luôn. Đó, thì mình nghĩ cái bé vịt này cũng sẽ gọi là giúp ích mình trong cái quá trình mình gọi là bắn Free Fire mọi người. Đó, mà còn dễ thương nữa. Người ta giận đó. Đấy, ok các bạn. Các bạn cũng đừng quên lại nhanh tay sợ ngay cho mình một bé vật siêu cute này, cho tôi thấy là bé nó dễ thương quá trời của đất luôn. Đó, tôi mang theo mà tôi cũng thấy dễ thương nữa. Đó, kawaii. Ok các bạn, hôm nay tôi sẽ quyết định làm một thứ mà từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ từng làm. Đó chính là gì? Chơi tự chiến xếp hạng. Oh my god, tức là đấu rank em mọi người. Đấy, thì thật sự sẽ có một số người bảo ủa em thấy cái này bình thường mà có cái gì đâu mà lại kiểu what. Thì thật ra là như này, từ trước tới giờ mình chơi game gì thì mình chưa bao giờ đấu rank cả. Thật sự luôn, từ trước tới giờ đấy, cho mình chơi rất nhiều game nhưng mình hầu hết bỏ ra cái việc đấu rank bởi vì mình không có dám chơi mọi người. Đấy, ok, để tôi coi gọi là cái lần đầu tiên tự đi đấu rank á mọi người, để coi như thế nào mọi người ạ. Đấy, ok. Ok các bạn ơi, vào trận đấu rồi. Đây là đấu rank nha mọi người. Trời ơi, tệ luôn. Chưa bao giờ đấu rank luôn. Oh my god. Đấy, và nếu các bạn thấy mình rank mình có lên thì do chắc là có gọi là Kairo lâu lâu vừa vào bắn mấy trận thôi, chứ thực ra tôi chưa bao giờ đấu rank nha mọi người. Đấy, đây là lần đầu tiên luôn ấy. Ồ, có thanh niên ngắm à. À, thấy rồi nha. Ui, thấy rồi nha. Ủa. Trời ơi, ngáo quá. Help me. No. Ôi, trời ơi, đấu ranh nó khắc nghiệt vậy đấy hả? Trời ơi. Oh no. Ôi không. À. Trời đất ơi, ngáo thật sự luôn mọi người. Ok, vâng. Kỷ niệm đấu ranh đầu tiên của Simi là gì? Mới vô chết luôn. Hoặc là do mình đứng hơi ngáo mọi người ạ. Cái pha đấy mình đứng cho thằng kia bắn quá. Ơ, thanh niên nhân đã quyết định gọi là bất lực. Thanh niên quyết định đi tắm suối mọi người ạ. Anh ấy quyết định không bắn nữa. Anh ấy quyết định đi tắm suối để gọi là gì ta, xua tan sự mệt mỏi các kiểu. Hoặc là do anh ấy bị rớt xuống. Ok. Ồ, bo đang vô dần. Và hiện tại là một mình nhân có thể đấu lại bốn bạn bên kia không đây. Vâng, rất là căng thẳng luôn anh em ạ. Trời ơi, cái này mà cân được bốn ông nội này thì gọi là bạn phải bám luôn á. Đấy, ok. Ôi, trời ơi, rất tiếc. Bắn rất đẹp nhưng rất tiếc. Ui, hình như mình để ý mấy bạn này không mặc đồ gì hết trơn luôn á. Hay mấy bạn, hay là đồ ra mình phải mặc đồ nó bớt lại lạc đi ta. Cũng có thể mọi người. Oh my god. Trời ơi, giờ chưa có súng nữa. Ok ok, không sao. Cố lên, cuối cùng mày sắc có ngày không nên kim. Tay châu tư. Ok. Ok, thì trận đầu là sẽ nháp thôi mọi người. Đấy, trận đầu là sẽ nháp thôi. Đấy, ok. Trận đầu sẽ nháp thôi. Chứ trận sau là mình phải làm gì đó thú vị hơn mọi người ạ. Đây, sẽ nháp xíu. Trời ơi, ok. Lần đầu tiên tôi đánh ranh thì hơi gọi là không đúng một xíu đấy. Nó
nói chung là hơi bụng rụng tay chân. À, như làm chủ hè mọi người. Oh my god. Vâng. Lottery kill. Lottery kill. Oh my god. Rớt thì mình cũng không sợ rớt rank mấy, bởi vì mình chẳng có rank để mình rớt mà mọi người. Không có rank để rớt luôn mọi người. Ok thôi, trận này cho tôi chơi khẩu này đi. Khẩu nào ta? Thôi mình là người hệ sấy mà. Đấy, ok ra coi, mua chút bông keo đi mọi người. Đấy, ok. Mua chút bông keo. Yeah, chúng ta đã có khẩu gọi là gì ta? MP40 thần gì ta, yêu quý của tôi rồi mọi người ạ. Đấy. Tôi bạn có giỏi không đây, nhưng mà tôi mong tôi có thể gọi là gì ta, ít nhất cũng giúp đỡ trong này, không giúp đỡ một ai đó trong cái gọi là. Ui, nó nhảy, ui, nó nhảy trên nóc kìa. Trời ơi, nó nhảy như một con chim luôn mọi người. Mày con. Ôi, đồng đội của tôi đâu hết trơn rồi. Oh my god. Đồng đội của tôi. Đâu rồi. Đồng đội bị nóc rồi. Tôi sẽ bị nóc giờ bên dưới người không? Oh my god. Giờ sao đây bạn? Bị gì cơ? Oh my god, cẩn thận nha bạn Hiên. Oh, ấy. Oh my god. Ok. Trước mặt, hình như trước mặt thì phải. Đâu vậy? Bên nào vậy? Không thấy. Where are you? Nó đâu vậy? Ủa? Đâu vậy? Ôi, nó bắn nát bông keo của mình rồi. Ủa sao mình không... À! Trên nóc kìa. À, từ. Rồi nó lên nóc. Ui, nó trên nóc. Trên nóc mọi ngạ. Ok. Bạn ở trên nóc đúng không? Nó trên nóc mọi ngạ. Oh my god. Trên nóc bạn ơi. Ủa, sao lên được đó hay vậy? What the hell. Hay quá. Hai. Ok. Còn một đứa thôi còn... Yes. Oh my god. Thì sao tôi làm được chuyện đó vậy mọi người? Alo. Trời ơi, sim xịn quá mọi người ơi. Trời ơi. Vế xịn. Ok. Rồi, ở đây là cái gì đây? Oh, MP. À lộn nhầm. Cái này là Victor. Oh my god. Ok, let's go. Yes. Trời ơi, tôi tự hào về tôi mọi người. Tôi tự hào cực kỳ luôn mọi người. Ok. Rồi, what's up? Không, bây giờ mình không thể khinh địch được đấy. Dù thế nào chúng ta phải bình tĩnh anh em ạ. Lúc đấy là hên thôi đấy. Cái gì chúng ta cũng phải bình tĩnh mọi người ạ. Đấy, không thể khinh thường địch được. Ok, tôi thấy nó ở bên kia nhà mọi người ạ. Đây. Đấy, nó ở bên kia nhà. Xuân này lấp lánh. Ok. Bên trên ơi, tới đây em. Ok. Hình như à. Ô, đồng đội bên bên đó. Ôi. À, trời ơi, sai lầm. À, bị... À, trời ơi, sai quá. Trời ơi, vì nó móc đằng sau nó mới đau chứ. Ủa? Ủa bằng nhân. What the heck. Ủa, cái này là cái gì vậy mọi người? Ủa, này là cái gì vậy? Alo. Hay là do tôi bị lag mọi người? What the heck. Ủa, cái gì đang xảy ra vậy? What the hell. Ok.
Trời ơi, thề đồ đanh nó đúng là khắc nghiệt luôn mọi người. Nhưng sao chúng ta có một mạng. Trời ơi, ông bắn kìa ông. Trời đất ơi, ông bắn mà ông đứng vậy mọi người. Trời ơi, có điên không, nổi điên không trời. Rồi, ok, một bao rồi, ok, sắp thừa. Yeah, đồ đanh vui quá. Vui quá trời luôn. Chết gần mấy chục mạng luôn. Ok. Thôi sao trận này thua chúng ta vẫn còn gọi là cái gì ta, có cái gì đó nó funny các bạn không? Đấy, tôi lúc nào quan điểm của tôi là chơi lúc nào cũng phải funny moment thì không? Đấy, funny thôi, funny thôi. Tôi biết là lúc nào đầu rank, lúc nào cái gì ta, cái phần thua nó sẽ đâm đầu về tôi rồi. Đấy, bởi vì một con người chưa bao giờ chơi đấu rank như tôi, tôi biết cái này quá đúng đắn rồi. Ok, chắc là mình chưa có kinh nghiệm các bạn à. Ok. Thường thường là mình một lâu lâu mình sẽ tập trung. Ôi, thấy rồi nha, thấy rồi nha, bên kia. Ok, không biết mấy thằng này có chạy vòng qua đây không, không biết có chạy vòng không ta. Ok, nếu mà tôi im lặng quá thì các bạn thông cảm cho mình nha, bởi vì lúc mình im lặng là mình sẽ kiểu gì ta. Ui, thằng này kia kìa. Ui 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 ui, cái gì mà nóc tùm lum vậy. First blood. Oh my god, tôi đang chơi chỗ cục gì đây hả? Oh my god. Double kill. Hơi liều thôi. Chết cho chết luôn. Ủa đâu rồi? Ủa? Cô cắt tôi rồi hả? What the heck's going on? Ok. Hình như hồi ấy chỉ còn chắc mình đó mọi người ạ. Hồi xong tôi rồi. Thôi sau này có không về vô WhatsApp. Làm được chứ. Trời ơi. Oh my god. Ủa. Trời ơi, tôi MVP luôn mọi người. Really. Trời ơi. What the... Yeah, cô bị rớt hả? What the heck, cái team này really. Ủa bên 16. Ủa trong này có người treo hả? Alo. Ok thì với trải nghiệm lần đầu chơi đấu rank của mình thì mình cảm nhận là mình nhất định sẽ không chơi một lần nào nữa, bởi vì mình bắn một kiểu gì mình cũng thấy mình ok các bạn ơi, thì các bạn thấy video của mình như này hôm nay như thế nào thì các bạn cũng đừng có bình luận phía dưới mình biết nha. Còn bây giờ thì bye bye các bạn và chúc các bạn một ngày thật tốt đẹp. Bye bye, annyeong, see you.